Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn đang có ba chiếc đĩa nhá mọi người nhá. Đây là ba chiếc đĩa. Đây là em quay từng chiếc một. Đây là chiếc này là chiếc đầu tiên đây mọi người. Ba chiếc đĩa này là nó đặc biệt là như này mọi người. Ba chiếc này là của Cutani. Nhưng mà cái hàng này là hàng bị lỗi, là không phải là bị lỗi nhá mọi người nhá. Mà hàng này là hàng vẽ chưa xong. Chính xác là hàng này vẽ chưa xong. Ba chiếc này là hôm em xuống cái lò gốm, mua ở cái lò gốm. Cái lò gốm này người ta nó phá hủy ấy mọi người. Thế là nên là em có xuống em lấy và em nhặt được ba cái đĩa này. Đây các bác xem này. Đấy, đây họa tiết đây nhá. Đây đằng sau nó là có chuyện Cutani đây mọi người nhá. Có ba cái lỗ này. Đấy. Ấy đây đằng sau này nó vẫn còn quẹt mực này mọi người này. Đấy, quẹt mực nhá. Ở đằng trước này nó vẽ chưa xong nhá mọi người nhá. Đấy, đây là nó có đây. Nó có như này, em đo kích thước luôn cho các bác. Nếu mà các bác nào ưng trước nào thì em để trước đấy. Chiều mặt của nó 31 nhá mọi người nhá. Mặt 31, họa tiết vẽ tay rồi. Không cần phải chỉnh nhá. Đây cho các bác xem này. Đấy. Đây là một chiếc này. Đây là chiếc này là chiếc thứ hai này mọi người này. Đấy, đây là chiếc thứ hai nhé mọi người nhé. Vẽ cái tùng này. Chiếc này là cũng là thế luôn. Cũng là hàng vẽ chưa xong luôn. Mặt thì ba cái này kích thước nó bằng nhau nhé mọi người nhé. Ba cái này kích thước bằng nhau. Đây là em đo chiều cao của nó. Chiều cao của nó là lên 4,5 nhé mọi người nhé. Chiều cao 4,5. Ba cái hàng chưa vẽ xong. Chơi loại này có khi ai đọc mọi người. Loại này đọc là không ai có cả. Đây có ba lỗ. Đây là cái này chuyện người ta chưa ký nhá mọi người nhá. Người ta mới chỉ có viết phủ cái này. À người ta mới phủ cái nền đỏ đây, người ta chưa ký vàng vào luôn. Đấy. Đấy các bạn. Ở trên này ở bên này nó có vẽ dọc vàng này, bên này chưa này mọi người này. Đấy, vẽ cây tùng chưa vẽ xong luôn. Nhem nhem nhúng nhuốc. Em thấy hay hay thì em cứ lấy về thôi. Về xem mà các bác nào mà ai mà ưng ý trước nào thì là em lại giao lưu với mọi người. Đấy, đây chiếc này nữa mọi người. Chiếc này thì nó gần giống trước kia nhá mọi người nhá. Như chiếc này thì nó là hai bên này là đều chưa vẽ vàng luôn. Bên trước kia thì ở chỗ này nó vẽ rồi và bên này chưa. Mặt của nó cũng vậy nhá mọi người nhá. 31. Đây, hàng đằng sau cũng chưa ký tên nữa gì luôn. Đấy, hàng rất là đặc biệt luôn mọi người nhé. Nếu mà các bác nào mà ai mà ưng thích chơi lối vẽ mộc mạc của Cutani ngay từ đầu tiên như này thì có thể là các bác cứ liên hệ với em, chốt hàng với em, vì là những cái chiếc này là nó nhìn thì thực ra là nó là có khi là nó lại là đặc biệt. Khi là những cái hàng mà vẽ thiếu này có khi nó lại đặc biệt đấy mọi người. Chơi có khi lại không trầu hàng với ai. Về mình lại có thể mình nhìn được cái nét vẽ của dòng Cutani như nào đây mọi người. Đấy. Nó có ba cái lỗ xuyên nhá mọi người nhá. Ba chiếc này là em bán là không kệ nhá mọi người nhá. Đấy. Các bác thấy chưa? Rất là xinh luôn. Đây, chiều cao thì là nó 4,5 rồi mọi người. Để em đo cái chiếc này nhé. Chiều cao 4,5 nhá mọi người nhá. Mặt là 31. Đấy, hàng Cutani. Hàng chuẩn Cutani nhá, vì là em xuống lò nhá mọi người nhá. Em xuống lò em nhặt lấy nhá. Hôm đấy là em xuống lò em nhập được một lô hàng có cả những cái này. Nên là không phải là hàng em đi nhặt ở ngoài chỗ khác rồi đâu. Chuẩn xác là hàng ở lò luôn. Em lấy ở dưới lò về chứ. Đây các bác này. Đấy, hai cái chiếc này thì nó giống nhau này. Đây có chiếc này thì nó khác nhau luôn này mọi người này. Đấy. Bác nào ưng ý chiếc nào thì các bác cứ liên hệ với em Toàn. Có số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Rồi em xin chào mọi người.